Thôi, không phải lại nữa chứ. Gì ạ? Họ biết họ đang mới đi qua nhiều cây, nhưng họ vẫn tiếp tục làm thế. À, ra đó chỉ là mấy người ồn ào và bốc mùi. Khu vực này sẽ nóng hơn nhiều đấy cháu ạ. Ông nói gì ạ? Cơ gì họ không làm vậy? Đó là nhà của chúng ta. Trà cây không chỉ làm chúng ta mất nhà, mà còn giải phóng khí carbon dioxide vào không khí. Cái gì? Cái gì vừa xảy ra vậy ạ? Ông đang nói về cái gì thế? Ông học được vài điều thú vị về biến đổi khí hậu. Nhiệt độ đang ấm dần lên do tấm chăn khí nhà kính vô hình ngày càng dày lên và giữ lại hơi nóng. Con chuột xanh, à không, ngôi nhà xanh là gì ạ? Khí nhà kính có một vài loại khí sản sinh tự nhiên trong không khí, giữ hơi nóng lại và làm cho hành tinh của chúng ta ấm áp. Nếu không có các khí này, cả thế giới sẽ đông thành đá, đi theo ông. Cháu hãy tưởng tượng chiếc xe này giống như hành tinh của chúng ta. Các cửa kính của xe là khí nhà kính tăng thêm trong không khí. Chúng để cho ánh sáng mặt trời và hơi nóng lọt vào trong và giữ lại một phần không cho thoát ra ngoài. Nếu chúng ta đóng cửa kính, không khí sẽ ngày càng nóng hơn bởi vì có nhiều nhiệt hơn bị giữ bên trong. Này, những con rơi đang ăn cắp xe. Ông nói rằng các con chuột xanh, à ý cháu là khí nhà kính có sẵn trong đúng tự vậy nhiên ạ. Nhưng các hoạt động của con người đã làm tăng lượng khí nhà kính trong không khí. Họ luôn bận rộn chạy loanh quanh bằng ô tô, tàu thuyền và máy bay. Những cỗ máy đó đốt nhiên liệu hóa thạch trong các động cơ. Đốt nhiên liệu hóa thạch thải ra khí carbon dioxide. Con người còn thắp đèn ở thành phố và thị trấn vào ban đêm để sử dụng điện. Và hầu hết điện được sản xuất bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch. Nhiên liệu hóa thạch á? Chúng là gì vậy? Nhiên liệu hóa thạch là phần còn lại của rừng và các dạng thực vật khác bị chôn vùi cách đây hàng triệu năm. Sau một khoảng thời gian dài, chúng từ từ biến thành dầu, than đá và khí đốt. Con người khai thác các nhiên liệu hóa thạch để đốt chúng và tạo ra năng lượng, làm cho những cỗ máy của họ hoạt động. Carbon là thành phần chính trong các nhiên liệu hóa thạch. Khi nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy, carbon dioxide, một loại khí nhà kính, phát thải vào không khí. Carbon này từng được lưu trữ an toàn trong đất, nhưng bây giờ con người đang thải chúng ra quá nhiều. Ôi tệ quá! Cháu có biết rằng thế giới hiện nay có 7 tỷ người và cứ mỗi phút lại có thêm 255 trẻ em được sinh ra. Tất cả những người này tiêu tốn rất nhiều đồ ăn, vì vậy họ bận rộn chặt rừng để làm đường cho trang trại. Hiện có hơn 1,5 tỷ con bò trên hành tinh, và những con bò cũng ợ và xỉ hơi ra rất nhiều khí nhà kính. Những khí nhà kính này tạo nên một lớp vô hình trong không khí, giống như một tấm chăn, và tấm chăn này đang ngày càng trở nên dày hơn. Lớp khí carbon dioxide chặn bức xạ mặt trời thoát ra và phản xạ lại trái đất. Quá trình này được gọi là hiệu ứng nhà kính, làm hành tinh nóng lên và thay đổi khí hậu. Nhưng dù sao đi nữa thì nóng lên toàn cầu cũng không có gì xấu ạ. Cháu thích thời tiết ấm áp. Không khí sẽ nóng lên ở khắp mọi nơi chứ không chỉ ở đây. Do đó, băng ở hai cực sẽ tan chảy và khiến mực nước biển dâng lên. Rất nhiều vùng đất ven biển sẽ chìm dưới nước và các vùng đất thấp sẽ ngập trong nước mặn, đặc biệt là khi có thủy triều lớn. Wow. Chờ đã, không cần phải hoảng sợ. Nước biển đang dâng lên nhưng rất chậm, khiến cháu khó có thể nhận thấy. Giống như khi cháu quan sát xem một cái cây phát triển sẽ mất một thời gian dài. Tuy nhiên, đến lúc cháu bằng tuổi của ông sẽ có nhiều nơi ngập lụt hơn hiện nay. Cháu cần uống nước.
Nước biển dâng sẽ khiến nước ở các vùng thấp trở nên mặn hơn, nên cây sẽ rất khó sống và tìm nguồn nước. Cháu không phải là người duy nhất thích thời tiết ấm lên. Thời tiết ấm cho phép các loài gây hại như muỗi phát triển mạnh hơn, làm lây lan các bệnh truyền nhiễm như sốt rét và sốt xuất huyết. Những người sống ở vùng cao nguyên thường không phải lo lắng nhiều về những bệnh này, nhưng trong tương lai họ sẽ phải xem lại điều đó. Sẽ rất khó để có được nhiều thức ăn như thế này nếu hành tinh nóng lên và khí hậu thay đổi. Hạn hán có thể xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Và khi các đợt khô hạn kết thúc, chúng ta sẽ có những cơn mưa lớn hơn bình thường. Những cơn mưa chút nước và bão dữ dội có thể gây ra lũ lụt, gây thiệt hại trong mùa màng và nhà cửa. Các dòng sông bị ngập lụt, mang theo bùn đất, có thể làm ngạt thở các sinh vật biển. Và nhiệt độ nước nóng hơn có thể giết chết rạn san hô, nơi sống của các loài cá, khiến cho việc lấy bắt cá trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vậy những người đang trượt cây này phải làm gì với nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu ạ? Carbon dioxide hay CO2 hoàn toàn như không khí chúng ta đang hít thở. Một thành phần của khí này, carbon, là thành phần chính tạo nên sự sống. Tất cả các dạng sống trên trái đất đều cấu thành từ carbon, ngay cả con người và cây cối. Rừng cây như lá phổi của trái đất, chúng hấp thụ khí carbon dioxide qua lá và lưu trữ carbon trong thân gỗ và rễ. Nhưng khi rừng cây bị chặt, carbon được giải phóng vào không khí. Quá trình này xảy ra rất nhanh nếu cây bị cháy và diễn ra từ từ nếu cây phân hủy tự nhiên. Nói một cách đơn giản, chúng ta càng có nhiều cây thì lượng khí carbon dioxide trong không khí càng giảm. Nhiều cây, lượng carbon dioxide thải ra trong không khí càng nhiều và ít khí CO2 được giữ lại trong cây. Cây thực sự rất quan trọng với cháu và ông và cả thế giới này. Giá mà con người có thể nhận ra giá trị thật sự của chúng. Chúng ta nên làm một cái gì đó, chúng ta nên hành động. Trong đó có vài hạt giống cho thế hệ tương lai. Ta hãy xem lại về hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu. Khí nhà kính vô hình, nhưng khí carbon dioxide được giải phóng khi con người đốt nhiên liệu hóa thạch. Các khí này tích tụ trong không khí, tạo thành một cái chăn vô hình ngăn hơi nóng thoát ra, làm trái đất ấm lên và thay đổi khí hậu. Rừng đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ khí carbon dioxide trong không khí. Rừng là lá phổi của trái đất. Ngăn chặn biến đổi khí hậu rất quan trọng vì chúng ảnh hưởng đến những cộng đồng ven biển, sức khỏe và an ninh lương thực của chúng ta.